Ở đây cũng nguồn hoa rồi mọi người. Đây ông bắt đầu lấy hoa này. Đây lấy cái bông hoa này thì ong sẽ lấy phấn mọi người ạ. Đây là những cái tổ ong, khả năng là những cái tổ ong mới về trong thời điểm này thôi. Xin chào mọi người. Mình đang có mặt trên một cái khe núi đây. Ở đây thì rậm rạp lắm mọi người ạ. Sau cái đợt không khí lạnh thì cái thời tiết bây giờ đã thay đổi khá là nhiều. Cây cỏ đã tươi tốt hơn do có những cái trận mưa phùn và thời tiết cũng đã đỡ lạnh hơn nhiều, thì những bông hoa đã bắt đầu tiếp tục nở rộ. Từ kể cái đợt không khí lạnh đấy đến bây giờ thì hiện tại thì mình đã mất hoàn toàn nguồn mật ở khu vực, tất cả các khu vực do cái thời tiết không khí lạnh. Và trâu bò, nói kể là trâu bò ấy, ở trên cái vùng núi mình thì chết rất là nhiều mọi người ạ. Thì những cái con ong mật ở đây thì cũng là một lần nữa là cái con ong mật nó chịu cái sự đào thải. Nghĩa là chỉ có những cái tổ lớn mới có thể duy trì được nguồn ổn định. Những cái tổ lớn và những con chúa tốt nó duy trì được cái đàn tốt và ở cái hang tốt thì mới có cơ hội sống sót và lấy hoa như những cái đây, những cái đàn ong này đây. Đây là một trong những cái đàn rất là khỏe thì mới có thể sống sót qua những cái ngày như thế này. Thì trong cái khoảng thời gian nữa thôi. Đây vừa nói xong ong bay vào luôn. Ong có xu hướng bay vào trong mọi người ạ. Thì những cái đàn này ấy, là những cái đàn đặc biệt như thế này thì nó còn duy trì lại thì nó sẽ rất là mạnh mọi người ạ. Sau này chỉ có đợt ấm này thì những cái nguồn hoa này cung cấp cho nó thì nó sẽ rất là mạnh và phát triển nhiều hơn. Thì phát triển duy trì ra cái nòi giống thì bây giờ mình tìm theo những cái bông hoa này. Thì bông hoa này thì hôm nay nhá các bác nhá, hôm nay thì các bác nhìn lên trời này, thời tiết âm u thế này thì ong nó bay có tốc độ sẽ rõ hơn và cái con ong ấy nó ngược cái ánh sáng, kiểu ánh sáng mờ này nhìn sẽ to hơn. Cái chiều hướng ong nó bay vào trong và điểm vàng thì ở đây vẫn chưa thấy nên là khoảng cách còn khá xa, mình cần phải đi đón mọi người ạ. Đường xá ở những cái ngày như thế này thì đi rất là khó, nó trơn này các bác này. Đi lên những cái nơi như thế này rất là khó, vừa đi vừa dắt đấy. Chắc chắn là vừa đi vừa dắt thôi. Cái hướng ong bay là nó lên khoảng trời trắng này mọi người. Cái con ong đi về với lại cái con ong lấy hoa về với cái con ong từ tổ ra nó bay hoàn toàn khác nhau. Nên là mình đón được nó ở cái đoạn trời trắng này bay qua đây. Bay vòng hẳn lên trên đầu này, bay ngược vào trong này mọi người. Cái địa hình mà chúng ta đi đến là cái địa hình đất nên là không biết là cái hàng này chúng ta có thể duy trì được không. Tuy nhiên thì ở đây thì nếu mà ong ở những cái đồi này thì sẽ cực kỳ nhiều mật về sau này. Sẽ là rất là nhiều mọi người. Mình sẽ cố gắng đón thêm 1-2 con nữa vào trong. Xem là liệu cái tổ này nó có lớn hay không. Lại phải đeo dao mọi người ạ. Nhìn thấy cái ổ ong rồi đấy. Đây các bác thấy, ong nó đu vào ngay cái tả lì đường. Đây là một cái vách đó là một cái vách đá sáp mọi người ạ. Vách đá sáp là cái tả lì đường máy xúc. Có lẽ tổ này đã khá lâu rồi. Với cái địa hình như thế này thì mình chỉ có thể giúp cái tổ ong này cải tạo lại một chút hang thôi. Phấn hoa được chèn cứng vào phía lõi tổ mọi người ạ. Phấn hoa chèn vào đó rất là nhiều. Đây mọi người có thể thấy phấn hoa chèn vào trong tổ này. Cái phấn trắng trắng đấy là phấn hoa này. Phá cái lớp này ra, kiểm tra đúng một đợt thôi. Ong nhộng non này, chúng tôi có cả nhộng non rất là nhiều đây, nhộng non đây. Đây ong đang phát triển này. Mật thì không có mọi người nhé. Điểm sao này chúng ta phải bỏ xa đi. Mọi người nhìn thấy đấy, ong nó có xu hướng đi xuống bên dưới nhiều hơn. Tổ này cực đẹp nha mọi người nha. Khá rộng. Chỉ cần đến mua hoa vải thôi là chúng ta đã có thể khai thác được cái tổ này rồi. Cái tầng mật vào trong đông sâu lắm mọi người ạ. Đây, tầng nhộng đẹp này.
đang nở rất đẹp. Mọng mòn nhiều lắm. Thùng này cũng lớn để cho mình cải tạo nữa. Rất tốt để cải tạo mà. Nếu mà cải tạo quay lại cải tạo được cả cái thùng này nữa thì tốt. Nhưng mà cái thùng này thì mình thấy là cái lỗ này nó quá rộng vào bên trong rồi. Đã xong một cái quá trình xử lý mọi người ạ. Mở rộng được cả hang ong và làm mới lại hoàn toàn. Rộng thêm rất là nhiều, rộng thêm khoảng tầm độ 1 phần mấy nữa cơ. Gấp 1 phần 3, 1 phần 4 nữa. Ở đây thì mình cũng sẽ không động chạm đến tất cả những cái địa hình xung quanh này nữa. Và mình sẽ di chuyển đi tìm chỗ khác. Đây, các bác cũng thấy đấy, cái nguồn mật gần như là không có rồi mấy bữa này. Chậm nhất thì chúng ta sẽ phải có 15 ngày nữa thì nắng ấm với lại hoa nở thì ong mới bắt đầu tái lại. Cái hiện tượng này thì đúng là rất ít xảy ra. Trong nhiều năm đổ lại đây thì có mỗi năm nay là có cái trận rét đậm mà đóng băng đóng quết này. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến cả quá trình hoạt động của những cái tổ ong. Đã gần như tổ ong sẽ ổn định lại ngay mọi người ạ. Ra đây thấy chưa, hang nữa mọi người này. Hang này thì không có ong. Hang này thì họ khai thác rồi. Hang này đẹp lắm. Này, chứ hang này họ cũng khai thác được nhiều, khá là nhiều. Nhưng mà cái người bắt thì khá là tệ. Họ không có đắp vào. Nếu họ không có đắp vào thì cái ý định của họ sẽ là bỏ đi rồi mọi người. Nên chúng ta sử dụng lại. Vì cái hang lúc nào mà đã có ong ở trong, đã từng có cái miếng sáp ong thì là lúc nào cái hang này nó cũng sẽ là cái hang mà ưu tiên số 1 của những cái con ong. Ong tìm tổ nó sẽ là ưu tiên số 1 rồi. Nhưng kiểu ong, con ong này nó sẽ thấy những cái mảnh sáp ở đấy. Nói chung nó thấy được cái nền móng của tổ ong trước ở đấy. Nên là nó sẽ trực tiếp nó vào luôn. Nó có nhiều lựa chọn, nó có nhiều con để đi soi đỏ, soi tìm ổ nhé mọi người nhé. Nhưng mà nó sẽ ưu tiên những cái nơi nào mà đã có cái mùi sáp. Một cái mức độ thân quen, có nghĩa là những cái tổ ong khác đã từng ở ấy, thì nó cho là cái điểm đấy là những cái điểm mấu chốt, những cái điểm tốt, nên là ong nó sẽ thường chọn nhiều hơn. Cho nên là mọi người đi như anh em trong hội soi ong đỏ thì những cái nọ đỏ cũ, đỏ mà đã từng có ong thì lúc nào ong cũng đến. Nên mọi người hiểu tại sao là những cái thùng ong của mình ở trên rừng, rất là nhiều thùng ong trên rừng. Thùng mà không phải là thùng ấy mà những cái thùng như thế này này thì ong nó về tự nhiên ấy. Nó lại rất được cái đàn ong ưu ái nó đến. Cho nên là cái lượng mật ong của mình khai thác ở trong cái thùng ấy là cũng vì là cái nguyên nhân là lúc nào mình cũng đắp những cái tổ ong này. Cho nên cứ đi qua một cái vùng nào lạ là mà đã từng đi qua, đã từng đắp ấy, thì lại phải nhớ lại chứ cũng không nhớ được hết là mình đã đắp bao nhiêu thùng rồi mọi người. Đắp nhiều lắm, cả chục năm nay đắp nhiều lắm rồi. Rồi, tiêu chuẩn rồi, chúng ta lại lên đường. Cứ đi theo tà lì này, thấy tổ nào đắp tổ đấy mọi người nhá. Những cái hốc đá mà tự nhiên mình đào ra mình đắp vào ấy thì những cái hốc đấy là ít lắm. Gần như là chỉ có tỷ lệ là 20% ong về thôi. Đi thế này thì mình đi mất một buổi chiều luôn rồi. Từ sáng ăn sáng là đi quanh cả ngày như thế, đi tìm những cái tổ ong như thế. Và đến mùa, lập tức đến mùa thì chúng ta sẽ đánh quay đi quay lại như thế thôi. Quay vòng từng khu vực này.
xã này, tỉnh này, như vậy là đi thôi. Theo này mọi người, tổ này là cái tổ mà mình đã khai thác khá là lâu rồi mọi người ạ. Khai thác vào cái thời điểm mà cuối mùa mà không có được cái gì cả, nên mình đã bắt quyết định mở tổ đáp lại. Nhưng mà bây giờ cái tổ ong nó vẫn còn ở. Cái lý do mà ong nó còn ở thì chắc mọi người biết rồi, là do mình để lại cái miếng tổ đấy ạ. Mình đã để lại miếng tổ khá là nhiều ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại. Mình sẽ kiểm tra lại cái tổ này. Đây là cái miếng vỏ tổ mà mình đã từng đánh này các bạn này, đã từng kéo ra này, không có gì, tổ này không có gì nên mình kéo ra mình bỏ. Bây giờ thì cũng được cái khoảng thời gian khá là lâu rồi. Chắc cũng đâu đó được khoảng tầm độ 3 4 tháng nay rồi. Thời điểm này là cái thời điểm mà ong đi lại ít hơn. Nên là mình mở xem. Lưu ý là mình cái này mình chỉ mở ra để tạo lại thùng thôi mọi người nhé. Ui, bị kẹt tay. Đau quá. Đây là có một lỗ thông ra bên này nữa này. Ong đã mất khá nhiều quân ở cái thời điểm mà mùa rét. Đợt này sửa xong là chúng ta chỉ có đón mật thôi. Những cái sáp tổ của năm ngoái mà còn ở lại mọi người ạ, mình sẽ lôi ra cho mọi người xem. Sau một năm này, đấy, cái sáp cũ này chúng ta thải loại hết ra ngoài. Vẫn phải bồi khói nha mọi người nhá. Không bồi khói rất là nguy hiểm luôn. Thùng rất đẹp luôn mọi người ạ. Nói chung là mình sẽ để mọi người vào gần để xem được cái trải nghiệm của cái thùng này. Nếu cái thùng này mà ra mật thì cái thùng này phải ra hàng hàng 7 đến 8 kg đấy. Nếu là ra mật. Đó. Đẹp lắm mọi người ạ. Ong bắt đầu phát triển 1 2 3 4 5 tầng. Mỗi 5 tầng và cái thùng thì vào sâu bên trong rất là rộng. Thùng này thì có thế đất đất này đất mịn mọi người ạ.
đất mịn, đất này thì không sợ lở bởi vì cái tà ly này nó cũng thấp thôi. Ngay đây là những cái lỗ mối này, chính tỏ xung quanh những cái địa hình này là những cái địa hình mối rất là nhiều. Tổ này bây giờ chúng ta đắp kín lại và để thì sẽ được rất là lâu, rất là kỹ, bởi vì những cái thùng đá này, những viên đá anh em mình ốp vào này cực đẹp. So với mặt bằng chung thì đây là một tổ ong rất là hợp lý. Cái lúc mà mình khai thác cái tổ ong này ấy, thì ong nó đi theo lỗ bên này và cái lượng ong nó là đầy tổ. Tuy nhiên sang mùa đông thì mọi người biết rồi đấy, ong nó chỉ còn bằng đó quân thôi. Mình cũng sẽ bịt lại cái cửa tổ này để cho ong có cái cảm giác là nó kín hơn. Và khi mà kín hơn thì các bác biết rồi, ong nó sẽ bớt chịu lạnh, bớt bị lạnh hơn nhiều và phát triển nhanh hơn. Ở đây thì mình sẽ tiếp tục đóng ba lô và lên đường thôi mọi người ạ. Hôm nay cũng sẽ phải về sớm rồi vì cái thời tiết bây giờ nó quá hơi kém rồi. Lấy được con dao là đã may mắn rồi, nhưng mà được thêm khá nhiều tổ ong nữa, khá là vui mọi người ạ. Xin chào và tạm biệt mọi người trong những video lần sau.